Trong những ngày đầu tháng 6, nắng nóng xuất hiện liên tục dài ngày khiến những cánh rừng trên địa bàn Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Từ thực tiễn các vụ cháy rừng thời gian qua cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy rừng là do người dân bất cẩn, chủ quan khi đốt dọn thực bì hay đốt lửa khi đi dã ngoại, ném tàn thuốc tại khu vực rừng. Do đó, việc nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng chống cháy rừng luôn được lực lượng chức năng quan tâm thực hiện. Gia đình anh Trần Hậu Thủy, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh có 2 hecta rừng keo đã khai thác, cần thực hiện việc thu dọn và đốt thực bì để chuẩn bị trồng vụ mới. Trước khi đốt thực bì, anh Thủy đã thông báo cho kiểm lâm viên, địa bàn và chính quyền địa phương để phòng phối hợp xử lý các tình huống có thể xảy ra. Bên cạnh đó, gia đình anh luôn tuân thủ các quy định của cơ quan kiểm lâm về tăng cường công tác phòng chống cháy rừng trong những ngày nắng nóng. Khi đốt dọn thực bì, anh Thủy thường trực canh gác, chờ lửa tắt hoàn toàn mới ra về. Khi đốt dọn thực bì là phải là làm đường bắn sạch sẽ là cái thứ nhất, cái thứ hai là tròn thời điểm, à, thời tiết mát mẻ à, và là nhất là đủ 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 ẩm khăn cao thì khi được mình giảm là thực hiện là dọn thực bì để đốt rừng, đốt để dọn để trong lại. Để kiểm soát người dân vào rừng trong những ngày nắng nóng tại các khu vực cửa rừng thuộc địa bàn xã Thuần Thiện, huyện Ca Lộc, từ nhiều ngày nay, các chốt kiểm soát liên tục duy trì hoạt động. Tại đây, các lực lượng của Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, hạt kiểm lâm huyện Ca Lộc và chính quyền địa phương phối hợp canh gác, kiểm soát người phương tiện ra vào. Các lực lượng tại chốt kiểm soát được phân công trực từ 6 giờ đến 18 giờ. Hàng ngày khi có người đi vào rừng, các lực lượng sẽ kiểm tra, ghi chép lại thông tin cá nhân, biển số xe, mục đích vào rừng, giờ vào và giờ ra để quản lý. Đồng thời tiến hành tuần tra tại các vị trí được giao để kịp thời xử lý những nguy cơ dẫn đến cháy rừng. Khi nào thời tiết nắng nóng trở lên thì sẽ xa sẽ tổ chức cử người từ gạc để vào cầm người vào rừng kiểm tra người mang những cái đồ dây dê, dê chạy vào rừng để có có những để giao trách nhiệm cho họ cũng được làm phạt lửa để ảnh hưởng cháy rừng. Trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh có 1.309 ha rừng, trong đó 79 ha rừng tự nhiên, 1.230 ha rừng trồng. Diện tích rừng ở Hồng Lĩnh nằm trên địa bàn hành chính của Nam Phường và chủ yếu là rừng trồng thuần, với cây trồng chính là thông nhựa, keo tràm, có nguy cơ chảy rất cao. Đặc biệt, theo dự báo năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đơn vị chức năng chủ rừng, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý và tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong suốt thời kỳ nắng nóng cao điểm về nguy cơ cháy rừng. Điều sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh và Hạt Kiểm Lâm, thì phương đã phối hợp cắt cử các cái cá trực À, như vậy là trong các cái thời điểm nắng nóng thì như vậy là các cái cá trực thực hiện 24 trên 24 à, kiểm soát các cái à, người lên chuồng rừng đảm bảo không có cái cả cái hiện tượng à, gây gãy chảy cho rừng. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ được giao quản lý trên 44.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó rừng đặc dụng trên 21.700 ha, rừng phòng hộ trên 16.000 ha, rừng sản xuất trên 3.300 ha. Diện tích rừng do khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ quản lý rộng khắp 15 xã thuộc 4 huyện là Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh và Hương Khê đặc biệt một số diện tích rừng trải dài 10 km giáp ranh với huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình. Bởi vậy, công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng gặp rất nhiều khó khăn. Bước vào mùa nắng nóng năm nay, đơn vị kết hợp với hạt kiểm lâm huyện tổ chức tập huấn, lập cam kết cho 200 hộ kinh doanh và hộ dân tham gia nghề rừng trên địa bàn. Ban quản lý làm các băng rôn khẩu hiệu pano áp phích treo trên các trục đường khu dân cư để tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống cháy rừng về công tác phối kết hợp giữa ban và hạt kiểm lâm cùng với các cơ quan chức năng chính quyền địa phương các xã sống gần rừng và ven rừng về công tác phối kết hợp thì thường xuyên là tuần tra kiểm tra rồi làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng trong cái thời điểm nắng nóng cao điểm toàn huyện Cẩm Xuyên có 13 xã thị trấn có diện tích rừng hơn 32.000 ha, trong đó có nhiều diện tích rừng dễ cháy ở gần và ven khu dân cư. Để bảo vệ diện tích rừng, ngay từ đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã kiện toàn lại ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch chỉ đạo các xã thị trấn, các chủ rừng xây dựng phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phát triển rừng, sao đất, giao rừng sát với tình hình thực tế. Vấn đề mà huyện Cẩm Xuyên quan tâm đó là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cho người dân, nhất là vào những tháng cao điểm của mùa nắng nóng. Đến nay, huyện Cẩm Xuyên đã tu sửa làm mới 22 biển tường, biển báo cấm lửa, bảo dưỡng mua sắm thiết bị, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy như máy thổi gió, máy cưa xăng, máy cắt thực bì, máy bơm nước và nhiều dụng cụ khác. Bên cạnh đó, các xã thị trấn triển khai ký cam kết bảo vệ phòng cháy và chữa cháy rừng cho các hộ dân sống gần rừng vào các thời gian cao điểm nắng nóng hạt kiểm lâm huyện cầm xuyên còn tổ chức tuyên truyền lưu động tại các khu vực trọng điểm dễ cháy các khu dân cư có nhiều người qua lại và các khu di tích lịch sử tổ chức à, tú sửa bảo dưỡng các công trình phục vụ cho công tác tuyên truyền bảo vệ rừng phòng cháy rừng được giao quản lý gần 26.000 hecta rừng với gần 1.000 hộ thuộc 11 xã nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng. Ban quản lý rừng phòng hộ ngàn phố hiện có khoảng 5.000 hecta rừng nằm trong diện có nguy cơ phát lửa, gây cháy rừng cao. Số diện tích này tập trung chủ yếu ở các xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Lâm, Sơn Giang, An Hòa Thịnh, Kim Hoa. Để phát hiện sớm, ngăn chặn lửa bén vào rừng, ban quản lý rừng phòng hộ ngàn phố đã hướng dẫn người dân những kỹ năng cụ thể về cách dập lửa khi phát hiện đám cháy, đảm bảo không thiệt hại về người và tài sản. Các trạm bảo vệ rừng phải sử dụng máy định vị GPS trong việc tuần tra kiểm tra để xác định vị trí, đường đi, tọa độ, tránh trường hợp báo cáo không trung thực trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng thì đơn vị vì thực hiện cái chỉ đạo của cấp trên cũng như là phối kết hợp với các ngành chức năng. Thì cái, cái trực uh, phối hợp với hạt kiểm lâm này trực uh, bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng qua camera giám sát tại hạt kiểm lâm Hương Sơn. Và tại động đồng cái xã hội hỏa đối với các hộ nhân khoản là lắp camera giám sát tại các cửa rừng. Và hiện nay thì uh, tại các cửa rừng trên địa bàn các xã trọng điểm thì cơ bản là đã lắp cả có cả camera giám sát. Thời gian này, hạt kiểm lâm Hương Sơn thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin và thực hiện tốt công tác dự báo cấp cháy rừng, đồng thời tổ chức các đợt kiểm tra đôn đốc cơ sở đơn vị chủ rừng, triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phân công các đơn vị trực 24 trên 24 giờ, bố trí người và phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy ở những điểm nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Cán bộ chuyên trách thường đi kiểm tra đôn đốc nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm các quy trình phòng cháy chữa cháy hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra. Năm nay hạt kiểm lâm Hương Sơn đã đưa hệ thống camera giám sát phòng cháy chữa cháy rừng vào hoạt động nên rất thuận lợi trong việc quan sát phát hiện sớm cháy rừng với khoảng cách hàng chục km. Với công tác phòng cháy chữa cháy rừng thì chúng tôi uh, sử dụng cái hệ thống camera giám sát và thông qua cái hệ thống camera này thì có thể kiểm soát được 3 phần 3 tư diện tích rừng trên địa bàn toàn huyện và từ đó thì cũng giảm thiểu được cái áp lực đối với cái lực lượng kiểm lâm cũng như lực lượng chủ rừng trong việc trực các tuần tra bảo vệ rừng và cũng nhờ áp dụng công nghệ số cho nên là trong những năm qua thì công tác bảo vệ rừng nói chung và không chạy giải cháy nói, riêng thì liên tục giảm đặc biệt là năm 2024 này thì từ đầu năm đến nay chưa phát hiện ra một cái chưa có một cái điểm phạt lửa nào cái điểm nào. Hà Tĩnh hiện có 359.785 ha rừng và đất lâm nghiệp phân bố trên địa bàn 13 huyện thị xã thành phố trong số đó nhiều diện tích rừng trọng điểm dễ cháy có nguy cơ xâm hại cao chủ yếu tập trung trên địa bàn các huyện thị xã như hương khê hương sơn kỳ anh vũ quang cẩm xuyên thạch hà can lộc thị xã hồng lĩnh lộc hà Rút kinh nghiệm từ những vụ cháy rừng trong nhiều năm qua và để chủ động các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ và hạt kiểm lâm các địa phương cũng như các tổ chức cá nhân liên quan triển khai nhiều biện pháp cả về trước mắt lẫn lâu dài, trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho mọi tổ chức cá nhân nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật bảo vệ rừng, chỉ đạo các hạt kiểm lâm tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng của các địa phương đơn vị. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đề nghị ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố tập trung cao cho cái việc trực gác tại các cái chòi canh, điểm trực gác, điểm giám sát camera nhằm phát hiện sớm lửa rừng, đồng thời là giám sát chặt chẽ người ra vào các khu rực vừng rừng trọng điểm trong thời gian cao điểm nắng nóng chủ động bốn tay chủ, huy động lực lượng phương tiện kịp thời dập tắt các cái đám cháy không để cháy lan sang các diện tích rừng khác. Nắng nóng gay gắt có thể kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn tiềm ẩn. Đặc thù ở tỉnh Hà Tĩnh, diện tích rừng dễ cháy chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành kiểm lâm, các địa phương đơn vị chủ rừng, mỗi người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm, luôn xem công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân để công tác phòng chống cháy rừng đạt hiệu quả cao nhất.